Hôm nay tôi sẽ trở thành chiến binh báo đen. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Thì đây chính là câu trả lời. Ngã lưng xíu coi, làm việc mệt thật sự luôn ấy. Có ai gọi điện thì phải, thằng bạn tôi gọi anh em mà. Alo. Ê mày, chiều nay 4:30 ở dưới đường Hollywood có một cái chương trình diễn hài á. Mày có đi không? Có đi thì qua rước tao á. Thiệt luôn à? Đi chứ, tao đi. Chiều tao qua tao chở mày. Tôi cực kỳ thích mấy cái chương trình diễn hài luôn ấy, cho nên là tôi phải đi cho bằng được. Lo làm việc đi mày, bố mày đuổi mày giờ. Nói nhiều. Later that same evening. Cuối cùng cũng về tới nhà, 3:45 rồi. Tôi phải chuẩn bị đồ đạc đồ các thứ và phải đến đón thằng bạn của tôi nữa. Giờ tôi phải đi tắm chứ người tôi hôi lắm rồi anh em ạ. Đây sẵn có cái hồ bơi này, nhảy xuống cho nó tiện vậy. 12 seconds later. Xong, tắm ra xong, thay đồ thôi nào. Tôi phải chọn một cái bộ nào đó nó phải ok nhất có thể. Đây rồi. Được thật sự luôn ấy. Wow. Rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong. 4:00 rồi anh em ạ. Giờ tôi sẽ đến đón thằng bạn của tôi. Sở dĩ bọn tôi đi sớm như vậy vì cho nó chắc anh em ạ. Mong là buổi đi chơi hôm nay được diễn ra thuận lợi. A little longer than a few minutes later. Sắp tới nhà thằng bạn tôi rồi anh em ạ. Ê khoan, cái gì thế nhờ? Hình như đây là một vụ bắt cóc anh em ạ. Đúng rồi, đúng là một vụ bắt cóc rồi. Nhưng tôi phải đến chương trình diễn hài và phải qua rước thằng bạn của tôi nữa. Thôi mà kệ đi, cứu người là trên hết. Ê mấy anh kia đứng lại mày. À, mấy thằng này dám bắt cóc à. Đậu sao, này thì bắt cóc. Ui, nó có súng, nó có súng. Come on man, để tôi lấy súng của tôi coi. Ôi thôi xong rồi, tôi chỉ có súng điện thôi. Mà thôi kệ đi, cứ chơi đi, chứ không để bọn nó chạy mất. Mày xạo, let's go. Bắn, ui, không trúng rồi, come on. Mày bắn nó đi, yes, yes. Được một thằng, dính một thằng rồi, nhưng mà nó không rớt xe anh em ạ. Nó quẹo. No, come on, let's go. Ôi, nó không rơi xuống luôn à. Cái thế nha, mày không rơi nó coi. Ôi nó không rơi thiệt luôn. Mắng tao nè. Rơi rồi. Ôi mấy này không chịu dừng xe bỏ đồng đội luôn à. Mày. Ôi. Oh my god man. Tôi nghĩ là tôi sẽ bắn cái thằng tài xế. Ôi nó xuống luôn rồi. À đứng sau cánh à. Cho. Ui. Được rồi. Tôi không nên xuống xe. Mày xạo. Tôi cứ chạy vòng vòng vậy cho nó không bắn trúng á. Mày xạo một thằng. Con thằng. Mày thêm thằng đó. Let's go. Tôi nghĩ giờ tôi sẽ xuống xe. Đó. Cuối cùng thì tôi không hạ được bọn này rồi. Còn cô gái bị bắt cóc sao rồi ta? Vẫn ổn anh em ạ. Giờ tôi phải chở cô gái này về. Lỡ giúp rồi thì giúp cho tới luôn. Dù sao thì công việc của tôi cũng đã trễ rồi. Tôi đã gọi điện cho thằng bạn tôi. Nó nói tự đến cái chỗ chương trình diễn hài đi. A few minutes later. Ui còn à. Yo. Come on. Ôi. Mấy thằng này hung hãn quá. Cái súng điện của tôi không làm được gì rồi. Có lẽ là tôi sẽ chạy trốn bằng nó. Với chiếc xe này, tôi khá là tự tin với kỹ năng lái xe của tôi luôn ấy. Ôi mấy này ghê thế nha. Ủa nó đuổi nhanh thế. Oh my god man. Hình dưới đây có đường cắt. Dưới đây có đường cắt. No. Yo. Ui nó trên trước luôn. Ui, come on let's go. Ôi nó vẫn dí à. Xe thật sự luôn ấy. Ui nó dừng rồi. Tôi sẽ quẹo vô đây. Không lẽ nó lao xuống luôn ta. Cũng không. Ui nó lao thiệt. Một thắng. Let's go. Rớt rồi. Không lẽ nó bỏ anh em của nó rồi. Thoát rồi. Ôi vẫn còn à, nó bỏ anh em nó thiệt. Mày xạo rồi, ok rồi, ổn rồi. Giờ tôi có thể chạy được rồi. Rồi thoát rồi mà anh em ạ. Let's go. Cuối cùng thì tôi cũng thoát được rồi. Tới đây thôi á, rốt cuộc thì tôi cũng xong rồi anh em ạ. Giờ tôi sẽ đến chỗ chương trình diễn hài. Mặc dù là trễ nhưng mà cứ đến, coi được gì thì coi. Với lại thằng bạn tôi cũng ở đó mà. Đây chính là cái chỗ mà thằng bạn hẹn tôi đây. Chương trình diễn hài diễn ra ở đây. Đậu xe cái đã. Ôi xe tôi móp thật sự luôn ấy. Holy moly man. Xe mới mua luôn. Thôi kệ đi, vô trong thôi nào. Later that night. Thôi xong, say quá rồi anh em ạ. Tôi tính vô xem diễn hài thôi. Nhưng mà tự nhiên sao tôi quất thêm mấy chai bia nữa anh em ạ. Giờ nó dậy đây. Thằng bạn thì đi taxi về rồi. Giờ tôi còn chiếc xe đây, chẳng lẽ đi taxi về? Không được. Giờ tôi sẽ lấy xe đi về. Tôi nghĩ là tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để lái xe. A few moments later. Đừng nên uống bia trước khi lái xe nhá. Cuối cùng cũng về nhà, cất xe cái đã. Giờ đi vô ngủ nghỉ thôi anh em ạ. Ai đứng trước nhà tôi thế nha. Tới đó hỏi thử coi, tại sao chạy lại đứng trước nhà em ấy nha. Chào cậu, tôi đến từ Wakanda. Quốc vương Wakanda đã nhờ tôi đến đây để mời cậu trở thành chiến binh báo đen để bảo vệ cái thành phố này. Vì sáng nay cậu đã cứu em gái của quốc vương. Nếu không có cậu, chắc kim loại vibranium sẽ vô tay kẻ xấu. Nếu cậu đồng ý, cậu có thể lấy một tâm hình thảo và bộ đồ này. Ồ thế à.
Nhưng mà thôi, có người cần giúp thì em giúp thôi. Với lại làm sao em có thể gánh được cái trọng trách này chứ? Em không lấy đâu. Ok, gì thế này? Tôi nhớ mang máng là tôi không lấy mà. Chắc tại tôi xỉn đấy anh em à. Giờ tôi đang lo lắng không biết tôi có thể làm gì với bộ đồ này nữa. Với lại tôi còn nhớ còn cái tâm hình thảo gì nữa mà. Sao tôi không thấy nhờ? Mà thôi kệ đi. Giờ tôi sẽ đi thử khả năng của bộ đồ này. 5 minutes later. Trước tiên là tôi ngầu thật sự luôn anh em ạ. Wow, nhìn tôi này, holy moly man. Còn về khả năng của tôi thì sao? Ôi, tôi chạy nhanh thật sự luôn ấy. Dù là không bằng chiếc xe trước nhưng mà cũng đã nhanh hơn người thường rồi anh em ạ. Oh my god man. Ôi, tôi thể nhảy qua tảng đá luôn. Ôi, tôi nhảy cao thế nhờ. Yo. Oh my god, nhảy cao thật sự luôn ấy. Còn về sức mạnh của tôi thì sao nhờ? Oh my god. Ấy, không phá thành phố, cái thằng này. Cái thế nha, không phá thành phố rồi. Many hours later. Tôi mặc bộ đồ này vô là con thú trong người tôi nó trỗi dậy liền luôn anh em ạ. Tôi chạy một mạch tới đây luôn này. Không thể tin được luôn ấy. Holy moly man. Hình như tôi nghe tiếng gì ở đằng trước ấy. Đằng kia kìa thì phải. Vụ gì mà tập trung đông thế nhờ. Thì tôi qua đó thử coi. Ôi, nhảy cao thật sự luôn ấy. Bọn này dám bắn người luôn kìa. Oh my god man. Tới lúc mà tôi phải sử dụng sức mạnh của tôi rồi. Ê mấy anh kia à, dám bắn người vô tội này. Mày chơi. Let's go man. Mày sao này thì bắn người vô tội. Ui thôi. Cái gì? Ui, đông thật sự luôn á, bọn này đông thế nha. Tôi nghĩ là tôi phải tách từng thằng ra. Mày một thằng, mày bước vô. Ui, cái này. Ôi, tôi thể nhấc chúng lên. Nhấc mày lên cái nữa nè, nhấc nó lên. Ui, nó không bay à. Cái gì? Nhấc lên nè con. Ui, không được. Ui, thôi. Ui, bọn này khó tiêu diệt thật sự luôn á. Rồi cái gì? What's up? Mày xạo, ngẫm chưa? Ui, nó còn đứng luôn, ghê thế nha. Mấy thằng này. Mày xạo. Mày thằng mày chơi. Hả? What's up? Còn thằng này nữa. What's up? Nói chung là xong rồi đấy. Tôi sẽ qua coi thử cái người bị bắn sao rồi. Anh ổn không anh ơi? Thôi tôi xong rồi anh à. Trước khi tôi đi, tôi muốn anh hứa với tôi là anh sẽ bảo vệ cái khu vực này khỏi cái băng đảng này. Ôi không. No man, come on. Tôi đã hứa rồi anh em ạ. Tôi nhất quyết phải bảo vệ cái khu vực này khỏi cái băng đảng này. Trước khi tôi muốn ngăn chặn cái băng đảng này thì tôi phải tìm manh mối về nó. Tôi thấy bọn này có một cái hình xăm giống nhau cả. Có vẻ là tôi sẽ tìm tiệm xăm ở cái khu vực này. Cuối cùng thì cũng tìm được một tiệm. Tôi sẽ vô hỏi thử. Chào anh chủ quán, anh có biết thông tin về những người có hình xăm này không? Tôi không biết. Thật sự thì em đã hứa với người ta là ngăn chặn bọn này rồi. Mong anh có thể giúp em. Không được, nếu tôi nói ra thì tôi sẽ hẹo mất. Thôi nào, em hứa với anh luôn là không có ai sẽ bị thương. Thôi được rồi. 5 minutes later. Sau khi nói chuyện với anh chủ quán thì tôi biết được mục đích của băng đảng và vị trí của bọn nó. Giờ tôi sẽ đến ngăn chặn. Cái gì thế nhờ? Hình như là có một vụ cướp xe anh em ạ. Come on, sao xe bị gì thế nhờ? Tôi nghĩ vụ cướp xe này có liên quan đến bọn hồi nãy. Come on, let's go. Chúng ta sắp tới rồi. Hình như nó kìa. Sao chạy nhanh thế nhờ? Rồi, tôi được kịp rồi. Ôi, tôi đập mớp xe luôn này. Này thì chạy. May sao? Let's go. Sao mà bắn được? Come on man. Một thằng. Cái gì? Muốn cái gì? Mày xạo con. Choáng đi. Mày xạo. Mày xạo. Còn hai thằng thôi. Come on, let's go. Như xong rồi anh em à. Tôi không để chuyện này diễn ra ở cái khu vực này được nữa. Tôi sẽ đến căn cứ của băng đảng này để ngăn chặn bọn chúng, đem lại bình yên cho cái khu vực này. Theo như anh thợ xăm nói thì đây chính là căn cứ của bọn nó. Ui, có xe cảnh sát luôn rồi à. Tôi phải tham gia ngăn chặn bọn này thôi. Ui. No. Bọn chúng có súng xấu nồng luôn. Come on man. Mày bố lão. Ôi mạnh thế. Oh my god man. No. Còn nó bắn kìa. Không có tin được luôn ấy. Oh my god. Đông thật sự. Làm sao tôi có thể chơi được mấy bọn này chứ. Xấu nồng. Xấu. Ôi, băng đảng này mạnh thật sự luôn ấy. Ôi còn nó bắn kìa. Mày let's go. Ha súng. Này, yes, let's go. Này, ôi, come on man. Ôi, come on. Đông thật sự luôn ấy. Mày sợ. Ôi, come on. À, mày sợ. Tôi chia rẽ nó ra khúc này này. Come on. Mày, come on, let's go man. Mày bắn được rồi. Let's go. Cuối cùng thì tôi đã tiêu diệt được cái thằng xấu nồng cuối cùng rồi. Chỉ còn mấy thằng lính quèn thôi. Trận chiến này thật sự khó khăn luôn ấy. Let's go. Cái gì? What's up? Let's go man. Cuối cùng thì tôi cũng đã hạ gục được cái băng đảng này rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ ở đây để bảo vệ khu vực này chứ không về thành phố. Tại vì thành phố đã có Captain America rồi. Và đấy là sức mạnh của chiến binh báo đen. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.